Cuối năm rồi, xin chúc các bác vào những ngày tháng cuối năm này có được những cái công việc nó bận rộn hơn một chút để có thể có một cái Tết nó đầm ấm và nhiều bánh chưng. Thì lâu rồi em cũng không chia sẻ và báo giá, thì đây các bạn thấy đây, cuối năm nhưng cái lượng khách hàng lên em xem xe rất là đông và em đã bán gần như là hết toàn bộ cái phần cái loạt xe dòng xe Kia với cả loạt xe Olin đấy. Và thế đây bãi xe hiện tại đang rất là trống vắng đấy. Hôm nay em sẽ lên cho các bác một số những cái mẫu xe, đây quay một tầm vòng quanh bãi này, một số cái mẫu xe dòng xe Kia, dòng xe Olin, báo giá lại tổng hợp một số mẫu cho các bác để anh em có thể là có những cái dự trù và kinh tế về sau khi có thể thời điểm này lên cũng được, sẽ được giá tốt hơn, hoặc là sau Tết các bác có thể vẫn sở hữu được những cái mức xe với cái mức giá, cái chất lượng tốt nhất các bác nhá. Thì đây là loạt xe Olin này, em sẽ báo giá bên phía là trước, bên loạt xe Olin trước đi. Trước tiên cho các bác lên cho các bác cái mẫu xe Olin 700C biển số 20C08861 đời 2015, cái mẫu xe 7 tấn thùng dài 5m77 và cái mức giá đang được chia sẻ công khai cho mẫu xe này trên toàn bộ hệ thống là 375 triệu đồng đời 2015. Và tất nhiên là thời điểm này lên trực tiếp xem xe thì sẽ được cái mức giá nó tốt hơn nữa các bác nhé. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm tới tháng 1 năm 2023, trang bị đầy đủ điều hòa rồi, về các bác chỉ vận tải kinh doanh thôi các bác nhé. Đấy, 700C 2015 thùng dài 5m77 với cái mức giá là 375 triệu đồng và vẫn còn mức giá thương lượng cực tốt. Thời điểm này thì để cho mức giá tốt nhất là 370 triệu các bác nhé. Nhanh tay gọi điện cho em ngay. Đó, cạnh bên 17C07594 là một mẫu xe 700C 2016. Đây cặp đôi 700C này cùng đời 26 luôn này. Một mẫu biển trắng, một mẫu biển vàng. Nếu các bác mà có cái mức sử dụng cái mẫu biển vàng này thì nó thuận tiện hơn. Thời điểm này thì thuận tiện hơn trong vấn đề là vận tải kinh doanh. Đấy. Và cặp đôi này thì đang có cùng mức giá là 405 triệu đồng các bác nhá. 405 triệu đồng. Và vẫn để cho các mức giá cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt trong thời điểm này là 400 các bác nhá. 400. Đó. 7 tấn thùng dài 5m77. Hiện tại em có mẫu 700C này và 700B. Đầy đủ cả. 700B thì thùng dài 6m15, còn 700C thùng dài 5m77 thôi các bác nhá. Đó. Mẫu xe biển số 20C20124, mẫu xe Kia K165 đời 2016. Mẫu xe này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 325 triệu đồng. 325 triệu đồng. K165 2016, thùng dài 3m rưỡi. Dòng xe Kia này, đây là những cái mẫu xe dòng xe lưng tải. Thường dòng xe trước đây của dòng xe Kia thì K165 thì có tầm tiền bối của nó nhé. Dòng xe như K3000 này, K3000 này, K140 này. Sau này thì lên là K165, tải là 2.4 thôi nhé. Đây mẫu đời 2.4 này. Đăng kiểm còn tới tháng 5 năm 2022. Đầy đủ điều hòa lót sàn rồi. Và bạt thì còn tương đối là mới. Màu sơn màu đội màu này thì nó khá là giữ xe đấy, khá bền màu. Đó. Cạnh bên 30Z6488. Đây là một cái mẫu xe Kia K700 đời 2000, K2700 đời 2010, thùng dài 3m9 các bác nhé, thùng dài 3m9. Với cái mức giá đang được chia sẻ công khai cho mẫu xe này là 185 triệu đồng. Và để cho các bác mà đang cần cái mẫu xe thùng dài nhé, thường dòng xe K2700 thùng chỉ dài được 3m1 thôi, nhưng cái mẫu xe này đã được hoán cải, đăng ký hoán cải. Và các bác không phải lo về vấn đề đăng kiểm đâu, về đăng kiểm bởi vì cái này đã được đăng ký hoán cải rồi, chứ về đăng kiểm rất thoải mái thôi. Và với cái mức giá là 185 triệu để cho các mức giá tốt nhất thời điểm này là 182 triệu các bác nhé, 182 triệu đồng. Thùng dài 39, tải còn hạ tải từ 1 tấn 25, hạ tải xuống còn 9 tạ. Tiếp theo là mẫu xe Kia K165 đời 2017. Mẫu xe này thì đang có cái mức giá công khai là 365 triệu đồng. 365 triệu đồng các bác nhé. Cạnh bên là mẫu xe K3000 đời 2003 mới về. Mẫu xe này thì đang có cái mức giá là 145 triệu các bác nhé, 145 triệu. Cạnh bên 28C04660. Đây là một mẫu xe K3000 đời 2010. Cái mẫu xe tải thì đang chia sẻ với cái mức giá công khai cho các bác là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng các bác nhé, 215 triệu. Đó. K3000 màu trắng biển số 28C04750. Đây là một mẫu xe
thùng dài 4m1 đã được hoán cải rồi, thùng dài 4m1 với cái mức giá đang được chia sẻ công khai cho mẫu xe này là 230 triệu. Và để cho các bác mức giá tốt nhất trong thời điểm cuối năm này là còn 225 triệu đồng các bác nhé, 225 triệu đồng. Đây, đi ra phía ngoài này thì chúng ta có thể thấy đây là một mẫu xe dòng xe Kia K115 đời 2017. Mẫu này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 350 triệu đồng. Và để cho các bác mức giá tốt nhất trong thời điểm này còn 345 triệu các bác nhé, 345 triệu. Anh chị em mà đang quan tâm đến mẫu này thì nhấc máy gọi em ngay. Đấy, 345 triệu. Đó. Đi sâu vào đây thì chúng ta có thể đến thêm một số cái mẫu xe như dòng xe K140 này. Đây. K140 đời 2015. Mẫu xe này thì đang được chia sẻ cho các bác là 275 triệu các bác nhé, 275 triệu đồng. Tải là 1,4 tấn đủ các bác nhé, thùng dài 3,5 m. Hiện tại đối với dòng Kia em có K3000 này, K2000 này, K140 và K165 là những cái mẫu xe tải mà sử dụng hệ thống treo bằng bằng nhíp đấy các bác nhé. Đấy, nhíp đấy. Đấy. 98C07372 K140 là 2015, 275 triệu. Tiếp tới K3000 đời 2011. Cái mẫu này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 235 triệu đồng, thùng mở 5 bừng các bác nhé, 235 triệu đồng thùng mở 5 bừng. Cái mở bừng như thế này thì rất thuận tiện cho việc bác lên xuống hàng hóa này. Đấy, lên xuống hàng rất là dễ dàng, mở được 5 bừng, cái không gian sẽ mở thùng dễ dàng hơn. 235 triệu đồng, tải 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 tấn. Các bác chở hoa quả thì đây là một sự lựa chọn đáng để các bác quan tâm này. Tiếp tới là chúng ta sẽ đến với dòng xe, chúng sẽ đến với cả dòng xe Thaco Olin 500B đời 2017. Mẫu xe tải 5 tấn thùng kín với cái mức giá đang được chia sẻ công khai cho mẫu xe này là 325 triệu đồng, 325 triệu đồng các bác nhé. Tiếp tới là mẫu xe 500B đời 2017. Mẫu xe này thì đang chia sẻ cái mức giá là 335 triệu đồng và để cho mức giá tốt nhất trong thời điểm này là 330 triệu. 5 tấn, thùng dài 4m25 các bác nhé. Thùng dài 4m25. Đây. Cặp đôi này. Cặp đôi 500B đời 2017 cùng cái mức giá là 335 triệu đồng. Để cái mức giá hợp lý nhất là 330 triệu các bác nhá, 330 triệu. Tiếp tới 98C02552. Đấy, mẫu xe Kia K3000 đời 2012. Mẫu xe này thì đang được chia sẻ với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 235 triệu đồng các bác nhá, 235 triệu. Hiện tại đối với dòng đời 22 thì em đang có 3-4 mẫu. Biển 29H là cũng đời 22 này. Cái mẫu xe này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 235 triệu đồng biển Hà Nội. Biển 5 số. Rồi. Và đây thì có cái mẫu xe K3000 đời 2013 đây. Mẫu này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 248 triệu các bác nhé, 248 triệu đồng. Hiện tại đối với dòng xe K3000 đời 2013 thì em đang có 2 mẫu đời 2013. 12 thì đang có 3 mẫu đời 2012. Với cả K140 chỉ đang có 2 mẫu nữa, 14 và 15. Đó. Tiếp tới này, đời biển 15C00292. Mẫu xe K3000 đời 2010. Mẫu xe này chỉ đang có cái mức giá là 215 triệu đồng các bác nhé, 215 triệu đồng. Đó. Tiếp theo 98C09192, đây là một mẫu xe K140 đời 2014. Cái mẫu xe này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 265 triệu đồng các bác nhé. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm tới tháng 12 năm 2022, 265 triệu.
Tiếp tới đây biển số 24C11092. Thì đây là một mẫu xe Kia K1 Slam đời 2015. Mẫu xe tải là 1,65 tấn đủ các bác nhé, 1,65 tấn đủ. Mẫu xe này thì tải thì là 1,65 tấn đủ. Thùng dài với cả máy miết giống y như nhau, không khác gì dòng xe 2,4 cả. Lửa đầu đời 2015 thì nó sẽ có cái dòng tải này. Đó. Tiếp theo là mẫu xe biển số 99C14067. Mẫu xe này là một mẫu xe K3000 đời 2009. Mẫu xe này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 205 triệu đồng các bác nhé, 205 triệu đồng. Đó. Tiếp tới đây là mẫu xe Kia K165 đời 2016. Cái mẫu xe này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 325 triệu đồng. 325 triệu đồng các bác nhé. Tải là 2,4 tấn, màu trắng, đầy đủ điều hòa lốp sàn rồi, xe đẹp không lỗi lầm gì cả. Trang bị đầy đủ rồi, đủ đồ rồi, về chỉ việc chạy thôi. Đăng kiểm còn từ tháng 6 năm 2022 các bác nhé. Tháng 6 2022. Đó. 88C404093, đây là cái mẫu xe Kia K3000 đời 2013. Cùng cái mức giá là 248 triệu thôi, 248 triệu các bác nhé. Đó. Lùi lại một chút thì có mẫu xe biển số 29H57231. Đây thì là một cái mẫu xe K3000 đời 2010. Mẫu xe này thì cũng vừa mới về, với cái mức giá đang được công khai cho mẫu xe này là 215 triệu đồng các bác nhé, 215 triệu đồng. 215 triệu đồng. 29H01432. Đây là mẫu xe K3000 đời 2012. Mẫu xe này thì đang có cái mức giá được chia sẻ công khai là 230 triệu các bác nhé. 230 triệu. Đó. Đây thì toàn chúng ta thấy có rất là nhiều những cái mẫu xe dòng xe Olin nữa này. 97C01034. Đây là cái mẫu xe Olin 500B thùng kín là 2015. Cái mẫu này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng các bác nhé. Đó. Thùng kín này. Tiếp tới đây, bảo là nhanh thôi. 34C22796 K3000 đời 2012. Cái mẫu xe này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 235 triệu các bác nhé, 235 triệu đồng. Đây nữa, 98C202158. Đây cũng là một mẫu xe K3000 đời 2012 và cũng cùng cái mức giá là 235 triệu. 235 triệu hiện tại đời 11, đời 12, 13 nó có rất là nhiều. Rất nhiều cái mẫu xe để các bác lựa chọn. Đó, 98C02125, 02158. Kia K3000 tải 1,4 tấn, hạ tải còn 1,1 tấn. 1,170 tấn. Với cái mức giá là 235 triệu đồng. Với mức giá là nhô 300 triệu đây. 305 triệu đồng. Kia K165 tải 2,4 tấn, thùng dài 3,5 mét, sơn zin cả xe, đăng kiểm tháng 10 năm 2022 và thùng mở được cánh rơi anh các bác nhá. Thùng mở cánh rơi rất thuận tiện cho việc mở hàng, lên xuống hàng với cái mức giá là 305 triệu đồng. Đó. Thì vừa rồi đó là những cái chia sẻ nhanh một số mẫu xe dòng xe Kia. Bây giờ em sẽ vòng sang những một số cái mẫu xe dòng xe Olin nữa. Đấy. Olin 500B đời 2017, biển số 20C12340. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 335 triệu các bác nhé, 335 triệu đồng. Đó. Olin 500B đời 2017 có cái mức giá đang chia sẻ công khai cho mẫu xe này là 330 triệu các bác nhé, 330 triệu vẫn còn thương lượng lọc lá. Mẫu xe 700B đời 2016. Mẫu xe này thì đang có cái mức giá là 405 triệu đồng. 405 triệu đồng. Đó, 405 triệu đồng. 18C11134. Đây là một mẫu xe Olin 500B đời 2016. Mẫu xe này thì đang được chia sẻ công khai với cái mức giá là 275 triệu đồng. Thùng mở lăm bừng rồi. 98C11524 là một cái mẫu xe 700B đời 2016. Mẫu xe này thì cũng đang được chia sẻ với cái mức giá là 410 triệu đồng. Và để cho mức giá tốt nhất trong thời điểm này là 405 triệu các bác nhé.
405 triệu đồng. Anh em mà đang cân đối những cái mẫu xe để sau này về chở hàng trước Tết hoặc sau Tết này, có thể lên em xem xe để có những cái mức giá nó tốt nhất và sở hữu xe với cái chất lượng tốt nhất, đảm bảo nhất các bác nhé. Rồi. 99C14992. Đây thì là một mẫu xe Taco Olin 350 New máy điện đời 2018. Cái mẫu xe này thì đang được chia sẻ với cái mức giá là 310 triệu đồng các bác nhé, 310 triệu đồng. Và để cái mức giá tốt nhất thời điểm này là 305 triệu đồng. Đó. Taco Olin 800A đời 2015, thùng dài 6m9 lốp 9. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 420 triệu đồng các bác nhé. Tiếp tới 29H06461 Taco Olin 500B đời 2017. Mẫu xe này thì đang được em chia sẻ với cái mức giá là 330 triệu, biển số Hà Nội rồi. 330 triệu. Cạnh bên 15C15608. Đây là mẫu xe Taco Olin 700B đời 2015 với cái mức giá là 385 triệu. Và để cho các bác cái mức giá tốt nhất là 380 triệu. 14H01179 Taco Olin 500B đời 2017. Điều hòa lót sấy nốc rồi, và với cái mức giá là chia sẻ công khai cho mẫu xe này là 335 triệu đồng, để mức giá tốt hơn là 330 triệu các bác nhé. Vừa rồi là những cái chia sẻ và báo giá về một số cái mẫu xe hiện tại đang có mặt tại salon của Xe Đẹp 88. Anh chị em mà đang quan tâm đến mẫu xe nào, vui lòng nhấc máy gọi điện qua số điện thoại 0975 180 777 và 0981 188 765. Comment hình ảnh để em có thể có những cái tư vấn và là cái mức giá nó tốt nhất trong thời điểm cuối năm này các bác nhé. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá lần sau.